việc anh mệt lắm, em cố gắng chăm lo cho sức khỏe công việc. Cuối tuần khi nào anh rảnh đưa em về thăm ba mẹ. Vậy mà nay anh đã ra đi. Rồi đây ba mẹ và gia đình mình sẽ thiếu vắng dáng anh. Ai sẽ là người chia sẻ với gia đình và với em những buồn vui trong cuộc sống? Ai sẽ đưa em về thăm ba thăm mẹ? Cuộc sống này sẽ rất buồn khi thiếu vắng anh. Anh Nguyễn Xuân Hào. Anh cứ thanh thản ra đi, hãy yên tâm yên nghỉ trong lòng các mẹ. Anh hãy nghỉ đi, tất cả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là có đồng đội anh thay thế tiếp tục thực hiện. Việc chăm lo phụng dưỡng cha mẹ là có anh chị em và các em, các cháu sẽ thay nhau thực hiện. Gia đình sẽ nén đau thương mất mát để tiếp tục vươn lên thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả của anh. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xin vĩnh biệt anh. Người chồng đáng kính của em, kính thưa quý lãnh đạo, quý bà con, cô bác, thay mặt gia đình, tôi Trần Thị Phương là vợ của anh Nguyễn Xuân Hào, tôi xin trân trọng những lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Sáng ngày 25 tháng 4, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an cùng đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An, lãnh đạo địa phương, đồng đội, người thân và đông đảo người dân đã tham gia lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An. Trung tá Hào vào ngành công an từ tháng 10 năm 2009 và luân chuyển qua nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa. Trước đó, Tuổi Trẻ đã đưa tin lúc 16 giờ 50 phút ngày 21 tháng 4, trong quá trình hỗ trợ đồng đội ngăn chặn nghi can vận chuyển ma túy tại tỉnh lộ 824 thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Trung tá Hào đã bị ô tô của nghi can chở ma túy tông vào và hy sinh khi đang mang cấp hàm thiếu tá. Trung tá Hào hy sinh để lại cha mẹ và người vợ làm giáo viên một trường trung học phổ thông gần nhà. Ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Hào từ thiếu tá lên trung tá. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Bộ Công an thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với Trung tá Hào. Liên quan đến vụ việc, còn có hai người dân đi đường cũng bị ô tô của nghi can vận chuyển ma túy tông bị thương nặng và qua đời sau đó. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người.